Xin chào mọi người, lại là Duy đây. Hôm nay Duy tiếp tục làm series chia sẻ cho anh em cách đổi vùng App Store Việt Nam sang App Store Hàn Quốc nha anh em. Đó, và ngược lại Hàn Quốc về Việt Nam nha. Đó, trên YouTube có rất nhiều người anh em chia sẻ rồi, nhưng hôm nay Duy sẽ chia sẻ lại cho mọi người chưa biết. Đó, đầu tiên thì anh em vào lại App Store của mình này. Đó, nó ra như thế này. Anh em nhìn phần hôm nay, anh em ngang sang này, rồi anh em ấn vào phần hình ảnh của mình đó. Đó, nó ra như này. Thì mọi người ấn vào cái tên iCloud. Đó, mọi người ấn vào đó. Rồi, nó ra như này. Có 3 dòng. Anh em ấn vào quốc gia hoặc vùng này. Đó. Đó, rồi mọi người chờ chút này. Đó, nó ra như này, anh em ấn thay đổi quốc gia hoặc vùng này. Rồi, anh em sẽ kéo xuống tìm phần H cho mình này. Để H là Hàn Quốc nha. Đó, anh em chờ chút này. Đây, Hàn Quốc đây. Bên trên là Hà Lan, bên dưới là Hoa Kỳ đó. Anh em ấn vào phần Hàn Quốc này. Hàn Quốc, Hàn Sảnh đó phải không anh em? Đó, anh em ấn đồng ý này. Đó, chờ chút này, nó ra như thế này này. Anh em ấn vào phòng dòng dưới dòng pay 45 đó, anh em ấn vào dòng thứ 5 này. Đó, nó ra như thế này. Thì mọi người nhập cho mình nhá. Nhập này, mấy dòng đầu tiên thì anh em nhập lung tung cũng được. Đó, dòng này anh em nhập lung tung cũng được này. Dòng này anh em nhập lung tung cũng được này. Đó, rồi cái dòng thứ 4 này anh em phải kéo xuống này. Chọn cho mình là từ cái dòng thứ hai trở đi nhá. Đó, rồi dòng này thì anh em phải có mã zip code nhá. Anh em lên Google hoặc các thứ anh em tra mã zip code của Hàn Quốc nhá. Đó, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái mã zip code mình hay nhập này. Đó, anh em nhập cho mình là 21.000 nhá. 21 này, 000 này. Đó, như này. Rồi anh em ấn vào tiếp theo nhá. Đó, rồi bạn chờ một lúc để có cái Gmail ấy, nó báo về là bạn đã đổi thành công đó. Đó, mail nó đến rồi. Các bạn hiểu nghĩa cái mail đó là bạn Apple của bạn đã bị di chuyển sang một quốc gia khác. Đó, rồi anh em thoát ra cho mình nhá. Nó chưa hiện luôn đâu. Đó, bây giờ anh em thoát ra, đóng lại cái App Store lại. Đó, rồi anh em vào lại App Store cho mình này. Đó, lúc đầu đang tiếng Việt này. Đó, bây giờ nó là quay và đổi di chuyển sang tiếng Hàn nha. Đó, đây. Vỗ tay. Tất cả là chữ Hàn đây nha anh em. Đó. Đó, bây giờ anh em muốn tải cái gì của Hàn Quốc chẳng hạn, mình gọi cho bạn xem này. Kakaotalk này. Đó, Kakaotalk này. Đó, đây là Kakaotalk, anh em ấn tải về nhá. Đó, hoặc anh em chơi game FIFA chẳng hạn, anh em tải FIFA nhé. Đó. Đó, đây FIFA đây. Đó. Đây Dream Week Soccer này cũng có này. Đó, anh em chơi TikTok này cũng có này. Đó, đây TikTok Hàn Quốc nhá. Đó. Rồi, bây giờ anh em muốn chuyển về Việt Nam như thế nào? Đó, bây giờ mình sẽ lại hướng dẫn anh em di chuyển ngược lại nhá. Đó, rồi bây giờ anh em thoát đi, anh em vào lại App Store cho mình này. Đó, nó ra như này, anh em ấn vào cái hình ảnh của anh em đó. Rồi anh em tiếp tục ấn vào cái Gmail của anh em đó. Đó, anh em ấn vào như này, anh em chờ một chút để nó load này. Đó, nó ra như thế này. Anh em ấn dòng thứ 3 từ trên xuống nhá. Dòng đầu tiên là ID Apple này. Dòng thứ 3 đây, anh em ấn vào. Nó nghĩa là thay đổi quốc gia hoặc vùng đó. Chẳng qua là nó tiếng bằng Hàn. Đó, bây giờ nó ra như này, anh em ấn vào thay đổi quốc gia hoặc vùng này. Đó, cái phần này rất là khó. Đó, chữ Việt Nam bằng tiếng Hàn đó, mình sẽ ghim lên ở cái video này nhá, để anh em tìm dễ hơn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ tìm cho anh em xem này. Anh em kéo xuống này. Đó, anh em kéo từ cái bên dấu tích, đây là đang ở Hàn Quốc đó, anh em kéo xuống này.
kéo xuống này. Dòng Việt Nam nó là bằng 3 chữ nha anh em nhá. Đây, mình đã thấy Việt Nam rồi. Đây, bây giờ mình sẽ che khuất này. Đó, anh em nhìn thấy cái dòng đầu tiên của phần trở lại đó, anh em xuống, đó cái dòng đầu tiên đó là vòng vùng bằng Việt Nam bằng tiếng Hàn đó. Rồi anh em ấn vào nó này. Đó. Rồi, toàn bộ nó đã chuyển sang tiếng Việt rồi. Đó, bọn các bạn ấn vào đồng ý này. Đó. Rồi, nó ra như này. Anh em các bước này anh em biết rồi. Anh em bấm vần vào mục 0 nhá. Đó, phần này anh em có thể nhập bừa này. Phần này anh em cũng có thể nhập bừa này. Phần này anh em cũng có thể nhập bừa này. Ba dòng đầu tiên anh em đều nhập bừa cũng được nhá. Phần mã zip này anh em cứ đủ 6 số cho mình là được. Đó. Phần này anh em ấn 84 này. Rồi số điện thoại 12345689 này. Đó, anh em ấn tiếp theo này. Đó. Rồi anh em chờ mai báo về. Đó. Vậy là đổi thành công rồi. Anh em thoát lại, thoát ra. Rồi anh em vào lại này. Đó. Toàn bộ nó đã chuyển về như ban đầu nha. Đó. Đây, toàn bộ bây giờ chữ nó đã chuyển sang tiếng Việt rồi. Đó. Đó. Vậy là video của Duy chia sẻ cho anh em đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thấy clip của Duy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Duy để Duy có động lực ra những thêm video tiếp theo cho anh em chưa biết đó. Và bạn nào có vấn đề về điện thoại hoặc iCloud có thể nhắn tin vào phần Zalo hoặc Facebook của Duy để ở phần mô tả video nhé. Đó, Duy tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.